đang hoàn thiện hết những công việc chính của cầu. Còn bây giờ chúng tôi đang tập trung kết hợp với lại bên chủ đầu tư đẩy nhanh những cái phần còn lại của công trình kết hợp, còn để đưa công trình vào đúng tiến độ. Đại diện của chủ đầu tư cũng đã rất tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp cùng với đơn vị thi công để hoàn thiện công trình vượt tiến độ được giao.